Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ khám phá bãi biển phía sau khu khách sạn Lotus trên bán đảo Cái Răng. Bãi biển này thì khi bay flycam chúng tôi đã nhìn thấy, nhưng chưa biết ra đó bằng đường nào. Các bạn hãy đi cùng chúng tôi nhé. Cái khu này hồi xưa em lâu lắm rồi em mới vào, không vào ấy. Cứ đi thẳng thôi à? Đến bọn nào thì sẽ? Hay là cứ đi thẳng thôi? Thì cứ đi thẳng thử xem là như thế nào. À sao vừa nãy mình lại không đi vào khu Hồng Thắng này gì? Hình như là cái đường bao biển đấy là nó cái chỗ bãi tắm đấy là nó ở chỗ đường Hồng Thắng nó đâm thẳng ra hay sao ấy. Cái chỗ này thì không biết là đi đâm thẳng kia nó có ra không? Thế thì đi vào đường đấy, đi đường này nhỉ? Thử vẽ xem nào. Chỗ này là ra đường Hồng Thắng không ta? Hy vọng nó là đúng được. Công nhận là buổi chiều, chính ra là buổi chiều khi nó bớt nắng thì chỗ này nó mát này. Mùa hè mát. Chỗ này hồ mà. Hai bên là hồ, nhìn nó cảm giác rất là đẹp luôn. Trông rất là yên bình trong một thành phố rất là nhộn nhịp. Trước ở bay flycam em thấy có cái bãi biển nhìn nó rất là hoang sơ luôn. Nhưng mà bỏ vẫn ở trên cao thì nó không phát hiện ra được sau chỗ nào cả. Thế thì hôm nay em mới bảo anh đi. Trong đây vẫn còn nhiều nhà trống lắm, vẫn còn đất trống lắm. Hay là hôm nào anh em mình đi vay ngân hàng làm vài lốt nhỉ? Thì để em làm mấy con việt lốt cái đó. Chưa tiền. Chưa tiền à? Đấy, đất trống lắm. Đất hết. Mọi người ai mà có tiền vào Hồng Thắng đầu tư đây. Đất Hồng Thắng là trong này rẻ thôi, nhưng mà ra thì mua ở đây thì cũng chỉ ở. Nó cũng không sầm uất lắm. Người ta bỏ hàng chục tỷ ra mua chung cư đi, đất nền đi 3-4 tỷ chắc là ok hơn nhiều so với chung cư. Đúng lại là vào đây thì khách ở là chủ yếu thôi. Cách đây khoảng hơn 20 năm. Hơn 20 năm thì hình như là đây là con đường đất mà phải. Chắc hơn 20 năm trước thì không bảo anh từ 20 năm trước có phải là anh mang anh căng lều ông bạn mấy chục hecta không? Trong này có chợ tóc. Hình như là người ta đây. Biết đường không đây? Thì cứ đi, kiểu gì chẳng ra đường. Lãnh thổ mình mà lo đi. Từ rẽ nào, rẽ phải xem nào, rẽ phải nào. Ôi ơi, cái khu này sao lắm nhà chung cư mà nó còn thế này. Khó kinh nhỉ. Ôi. Trong này công nhận là cái nhà cao tầng quá. Mà đất rộng cái tiền đã mua một cái này thì mua ở trong chung cư chắc là dịch vụ tốt hơn. Thì thích nghe view biển. Mỗi người một sở thích. Đấy, hệ thống hệ thống bảo vệ an ninh rất là chắc chắn, rất nhiều người. Thế nhỉ? Các buổi chiều ở đây mà cho trẻ con đi chơi ở đây rất là hay. Bên kia là đường nào đây? Green Bay này, Green Bay Garden này. Green Bay. Thế này thì đâm thẳng ra thì nó là đường còn gì nữa? Cứ đi thẳng thôi. Cứ đi thẳng thôi nào. Đấy, làm tiếng là sinh ra và lớn lên ở đây. Ê, mà rừng lạc. Đúng rồi, anh nghĩ là đấy đường thẳng này đường thẳng.
Đường đi. Khu này đẹp đấy. Tổ hợp gì nữa? Cái gì này, cô rồi bay. À, đi đâu đây, đi thẳng ra mà. Trời ơi. Lớp bằng xuống rừng cái sông mà không biết đường ông. Đây... bên kia kia còn đi đâu đây? Đây có phải cái sông đâu, đây là bên Thắng rồi. Mà đường kia là đâm đi đâu đây? Đây là đi ra ao cá à? Lớp này thì thấy nó quen quen, hình như là chỗ này có một cái trường quốc tế ở đây thì phải. Đây nhiều đất nhờ. Đây có một cái trường quốc tế kia. Đâu? À. Ở kia rồi, thế kia kia là đường Hoàng Quốc Việt kìa. Ôi giời ơi. Đây lắm đường quá. Ngoài kia, ngoài kia có cái lâu đài kìa. Kìa lâu đài kìa. Ôi. Người nhìn kìa. Mấy người nhìn thấy không? Singapore. Trường này mỗi tháng là gần chục củ thì vậy. Còn dành cho những nhà giàu. Chục củ thế, trường đẹp này mà có chục củ thế. Chục củ mỗi tháng là lớn thì gì nữa. Học một mẫu giáo. Sao lúc này càng đi càng chả biết. Đây là cái gì? Đây là chỗ nào? Kia chắc là đường Hoàng Quốc Việt chứ nhỉ? Ơ không phải. Chú ý thế, chú ý thế. Để hết đọc đường rồi sao? Đi đây kìa. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy biển chưa? Đấy. Tôi đã nhìn thấy biển các bạn ạ. Toàn đi đường bên ngoài thôi, có bao giờ đi đường ở bên trong Hồng Thắng thì đi ra đâu. Hôm nay anh em tôi là đi thử đi từ đường Hồng Thắng để đi ra khám phá xem con đường ở bên trong này nó như thế nào. Ai dè vào đây là rất nhiều các thế là bây giờ là thế thì phải đi đường này, thế để đi ra Marina chứ. Đây này. Đúng rồi. Thế thì bãi biển nó ở phía đằng ngoài xa anh kìa. Bãi biển nó đằng ngoài xa anh kìa. Đẹp quá. Hôm qua là anh em mình chẳng thấy ở đây còn gì. À, đi đường kia thì nó... Đi qua chỗ này làm gì? Đi đường kia nó... Đi đường... cái dăm này bây giờ nó phát triển rất là mạnh các bạn ạ, nên là rất là nhiều đường, nhiều khi mà dân ở đây thôi nhưng mà chưa chắc là đã đi hết đâu. Nếu như mà có dịp thì các bạn cứ đi vào đây làm một vòng, nói chung là không lạc đâu mà lo, đi thôi, kiểu gì cũng đến. Thì... ở chỗ này nhìn trông như kiểu khu rừng ấy nhỉ, à, đẹp không? Nhìn trông như một khu rừng luôn. Không biết là trong khu này thì... Nó thử rẽ vào đường này xem là như thế nào. Có được vào không? Vào được chứ nhỉ? Nó có chán không? Không chán. Chán không? Ôi xin lỗi nha, phiền các bạn. Thôi. Kìa công trường kìa, nghiêm cấm đi kìa. Thôi, quay ra đi. Đi qua nhỉ? Định vào đây để cho các bạn xem... dãy nhà này nhưng mà nó cấm đường rồi, không vào được. Đây, đây là Marina này. Ủa sao vừa nãy mình ở trên chỗ đường cây dừa ấy,
đi ra đây cảm giác nó gần lắm, mà đi vòng ở chỗ Hồng Thắng nhìn xa thế nhở? Anh không rõ đâu, như là rồi rồi villa đây, vào đây là khu villa này. Ơ xong vào thử đây xem, cái đây ngoài này là có cái kiểu gì trở ra vòng cái nào. Khu này là khu villa của Royal Lotus các bạn ạ. Chúng tôi đi vào đây để xem là nó có đi ra được cái đường bao cái bãi tắm bãi cát mà hoang sơ không. Vì ở trên flycam là chúng tôi thấy có một cái bãi cát nó rất là hoang vắng, nhìn rất là đẹp và lãng mạn. Nhiều bãi tắm, tương lai là rất nhiều bãi tắm các bạn nhá. Nói chung là tầm chắc là tầm khoảng độ 2 đến 3 năm nữa thì chỗ này nó mới sầm uất lên được. Có ở đây là đi đâu đấy? Anh ơi, cái này là vào đâu này ạ? À? Em bị nhầm đường à? À thế à, em đi nhầm đường. Thế thì anh ấy ra cái bãi biển ngoài kia đi đường nào? Đầu kia ra người được chính đi vào. À thế ạ, vâng em cảm ơn nhé. Trời ơi, đi muốn đi ra mà cứ đi lạc ở đây đây. Đấy. Ở đây là khu resort là người ta không cho vào đâu các bạn ạ. Nói chung là chắc là phải cư dân ở đây thì mới được vào. Đó, rẽ đây này, chắc rẽ đây là ra này. Ở đây anh đi, không ra là lúc anh đi qua thấy có một đám cưới. Đấy, cứ rẽ đi. Cứ đi đi thế nào. Ơ không phải. Ôi nhờ. Ôi trời ơi. Giờ lắm đường quá. Cái này là cái gì đấy? Làng Việt Nam đây à? Ờ à, ở đây 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 đây. Làng Việt Nam đây các bạn ơi. À nó xây dựng nó kiểu dạng như là kiểu phố cổ của Hội An ấy. Đây mùa đông có vẻ yên ắng quá nhỉ. Đấy kinh doanh như này. Chắc vào được, đi đi, cứ đi. Kiểu gì trả ra. Ok là cái hồ kia. Ồ. Oh. Mr. Việt Nam, một Việt Nam nhỏ đây. Mr. Việt Nam này. Cái khu này là người ta xây dựng là kiểu dạng như Việt Nam thu nhỏ ấy. Mà tên của nó là thế rồi chứ mình biết đâu. Nhưng mà sao anh thấy toàn Tây nhìn nhà. Thì Tây lắm. Ờ đúng rồi, cái này ở đây là cái nhà liền kề đúng không? Đây là bên trong thôi cơ. Biệt thự liền kề ấy, đúng không? Ở đây em thấy cái chỗ ở ấy này. Đó, đây này. Nhà liền kề. Cứ đi đi, cứ đi đi xem nào. Nó đi đâu? Cái này là đi ra đường Lâu Hồ Hồng Thắng đây. Kiểu gì kia? Ôi, đi được rồi thôi. Xong rồi quay lại. Mẹ ơi. Mất thời gian quá. Thế là anh em mình là đi một vòng quanh hồ đấy. Ở Cái Dăm rất là nhiều hồ các bạn nhá. Hồ đây thì toàn là hồ nước mặn thôi.
không có hồ nước ngọt đâu. Đường này đáng lẽ chúng ta không được đi đâu, nhưng mà thôi hôm nay phá lại đi. Đường này là nhớ đường đi bộ đẹp, hơi bị đẹp đấy. Ở đây họ xây dựng cái đường đi bộ này dành cho người đi bộ và đi xe đạp, rất là rộng, rất phong cách phương Tây luôn. Nói chung là ở trên này thì ở dưới này thì nó đất nó rộng các bạn ạ, nên là không phải lo vấn đề đường xá. Đường ở dưới Quảng Ninh lại toàn là 6 làn đường thì 8 làn đường, mà sắp sửa là có 10 làn đường các bạn nhé. Không biết các bạn nào như tôi ấy thì chỉ biết mỗi cá rô phi, cá chép, cá phin. À, đi đâu đây? Đi rẽ ra. Rẽ ra đường cái ông này. Ái xẻ thế đấy. Ôi, anh tưởng là rẽ phải vào đây. Ê, bán đảo Cái Răm này, cầu Bãi Cháy này đấy. Vừa nãy là mình đi con đường ở bên kia kìa. Đấy, vừa nãy là chúng tôi đã đi cái con đường ở phía đằng kia kìa. Đó, nhưng mà đi từ nãy đến giờ là chưa đến đâu. Marine. Cô này nhiều tổ hợp mua sắm. Toàn tiếng Trung, tiếng Hàn. Bên Hàn Quốc, ở Trung Quốc nó sang đây nó mở công ty, các cửa hàng rất là nhiều. Massage này. Massage. Trong này nó là cái khu chiếu phim các bạn nhé. Trong này này, đây có khu phim kia nhỉ. Chiếu phim. Nói chung là về các cái dịch vụ giải trí thì ở dưới này cũng không thiếu cái gì đâu các bạn ạ. Nếu như mà thích đông vui, mua sắm nhiều hơn thì có thể sang bên Hòn Gai. Còn nếu không thì mua ở đây cũng được. Ở đây thì có chợ Cái Răm, có các cửa hàng tiện ích rất là nhiều. Đây là đâu đây? Đấy, mua đường này đi thôi. Ờ thì cứ đi đi thế nào, không ra được không? Đây, để rẽ lối này ra này. Ơ, đi đâu ấy? Ok. Đi đúng luật chứ, đi ngược đường thì thế là được. Ồ, đây là người nào đây các bạn ơi? Người Trung Quốc rồi. Đây chắc người Trung Quốc rồi. Chúng tôi gần đến nơi rồi các bạn ạ. Chắc là xa kia là nó là bãi biển rồi. Biển đấy trước mặt rồi, rất gần nhưng mà đi lâu quá. Công nhân này. Kia rồi. Chúng tôi đã đến nơi các bạn ơi. Hồi trưa này vào cũng nhiều người nhỉ. Ở đây thì là cái khu vực mà đang xây dựng đấy, nên là rất nhiều công nhân. Nói chung là thỉnh thoảng thì đi ra đây là cũng thấy họ đi ra đây dạo. Đi dạo. Đây này 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 này. Kìa. Có lối lên kìa. Đó. Ôi, ở đây hồ
hồ đẹp quá các bạn ơi. Hồ đẹp chưa? À, ở đây là có Royal Spa này, các cái dãy nhà biệt thự liền kề này. Đây rồi. Đấy, một bãi biển rất hoang sơ. Bãi biển này rất là hoang sơ các bạn nhá. Ở đây thì nếu như mà các bạn muốn đi ấy, thì các bạn là muốn đi ra cái bãi biển này thì các bạn có thể đi ở cái đường Hoàng Quốc Việt, xong đó thì rẽ ra cái chỗ khách sạn là Marina nhá. Rồi đi thẳng con đường đó, cứ đi thẳng thôi. Đi thẳng thì đến cuối con đường thì các bạn có thể là rẽ bên tay phải và cứ đi thẳng tiếp thì nó sẽ ra cái con đường này. Và nó sẽ ra cái bãi biển này. Đây tôi sẽ quay cho các bạn xem toàn bộ cái bãi biển. Buổi trải nghiệm hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.